Cứ vào dịp cuối năm, lượng xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông qua quốc lộ 21A và tuyến quốc lộ 6 qua địa phận Hà Nội có chiều hướng gia tăng. Tình trạng chở quá khổ, vượt quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng xe diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. Để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nên nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ngang nhiên vi phạm. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, nhất là vào dịp cuối năm, Đội Cảnh sát Giao thông số 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đã tăng cường lực lượng phương tiện và liên tục tuần tra kiểm soát, cũng như tập trung xử lý các vi phạm nổi cộm, như tự ý cải tạo thùng xe, chở quá khổ quá tải làm rơi vãi đất đá, vật liệu, gây mất vệ sinh môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thỉnh thoảng ở cái chuyến nó đầy hơn một tí thì nó không đáng bao nhiêu cả, chỉ tầm khoảng 10% thôi, 10% một tí thôi. Bởi vì ở đây là các anh ở đội 12 này là các anh kiểm tra cũng rất là nghiêm ngặt đấy. Thì tôi này là cho anh cũng phải rút kinh nghiệm để mình làm cho nó đúng quy định của nhà nước này ra, để cho mình không phải là để nộp phạt nộp biết gì nữa. Quá trình xử lý nhiều lái xe, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, còn bị nhắc nhở và tuyên truyền không tiếp tục vi phạm, nâng cao nhận thức của lái xe khi tham gia giao thông. Từ đầu năm 2020, Đội Cảnh sát Giao thông số 12 đã xử lý hơn 600 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó chủ yếu là các trường hợp vi phạm về rơi vãi, quá tải. Đây là việc làm mang tính răn đe cao đối với các cá nhân, doanh nghiệp cố tình vi phạm. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Xác định việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 21A là việc làm thường xuyên, liên tục. Vì vậy, thời gian tới, Đội Cảnh sát Giao thông số 12 sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng cắm chốt, tuần tra lưu động kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm chở quá tải.